Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn 10 tính năng Telegram mà có thể bạn chưa biết. 1. Sắp xếp chat theo folders. Để tránh tình trạng Telegram của bạn ngập tràn tin nhắn mà không theo một cái thứ tự nào cả thì các bạn hãy bấm vào phần chat folders, sau đó tự tạo ra một cái folders đặt tên là 1 chẳng hạn, và các bạn add những cái group chat mà các bạn cần add vào số 1 này và sau đó bấm create. Vậy là xong. Vậy thì tin nhắn của bạn khi mà bạn bấm vào số 1 nó sẽ hiện ra những cái folder nhất định, và các bạn còn có thể pin những cái group chat này lên trong folder nữa đó. 2. Thêm tài khoản không giới hạn. Các bạn cứ click liên tục vào cái avatar của mình khoảng 5 đến 10 lần, sau đó bấm add account là các bạn có thể thêm bao nhiêu tài khoản cũng được. 3. Track ví. Cái này các bạn có thể bấm vào track TX bot trên phần tìm kiếm và sau đó bấm vào con track TX bot. Rồi, các bạn bấm vào chữ start nha. Và lúc này thì các bạn hãy copy paste giùm mình cái địa chỉ ví nào mà các bạn muốn track. Rồi sau đó đặt tên cho địa chỉ ví đấy, ví dụ như là OK1. Ví của các bạn có giao dịch gì thì nó sẽ hiện lên hết trên Telegram. 4. Thay đổi giao diện. Các bạn bấm vào phần Appearance. Sau đó thì chúng ta cứ theo custom của bản thân mình. Ví dụ như là có thể chỉnh bubble mode để tin nhắn nó hiện ra hai bên nhìn cho dễ nè. Rồi các bạn theo tông sáng hay là tông tối. Rồi chỉnh màu cam, màu đỏ, màu hồng vân vân. Nói chung là cái này tùy các bạn thiết kế. 5. Bị add vào nhiều nhóm spam. Các bạn bấm vào Privacy and Security, Groups and Channels và sau đó chọn My Contact thì chỉ có những người trong contact mới add các bạn vào group chat được thôi. 6. Copy message link. Các bạn chuột phải vào tin nhắn cần lưu và bấm copy message link. Cách này thì khi chúng ta gửi tin nhắn cho một ai đó, chúng ta có thể copy paste đường link vừa rồi, và sau khi các bạn bấm vào đường link mà mình gửi, nó sẽ hiện ra ngay cái channel thông báo cùng với cái tin nhắn vừa lưu xong. 7. Save message. Các bạn gõ vào thanh tìm kiếm và bấm save message. Cái này nó như là một cái trang nhật ký và chỉ có một mình bạn thấy tin nhắn trong save message thôi. Các bạn có thể chuột phải vào bấm chữ forward to save message để lưu tin nhắn nhanh. 8. Là những công cụ mà các bạn có thể tìm kiếm trong một nhóm, ví dụ là những hình ảnh chúng ta đã gửi, hoặc là files, hoặc là những cái links, hoặc là những file thu âm, hoặc là những cái gif mà các bạn đã gửi trong nhóm thì tất cả đều có lưu ở đây. 9. Tìm kiếm tin nhắn. Các bạn bấm vào chuột phải, bấm search message by thì nó sẽ ra tất cả những cái tin nhắn của người đó mà bạn cần tìm kiếm ở trong group. 10. Tự tạo sticker cho riêng mình. Các bạn hoàn toàn có thể tự tạo cho mình một bộ sticker trên Telegram bằng những hình ảnh thiết kế hoặc là hình ảnh dìm hàng của bạn bè của mình chẳng hạn. Thì mọi người có thể bấm vào tìm kiếm và gõ stickers. Có một con bot chuyên tạo sticker thì các bạn có thể bấm chữ new pack và làm theo hướng dẫn để tải sticker nha.